Chào mừng các bạn đến với Nguyên Lê Channel. Hôm nay mình sẽ review cho bạn một chiếc máy Lamvita MX, máy xay Lamvita MX. Tại sao chiếc máy xay nó quan trọng như vậy? Các video lần trước mình có nói để làm một cái ly espresso, các bạn sẽ cân nhắc 4 điều. Nhắc lại, một là chiếc máy xay, hai là cái máy pha, ba là cà phê là micella và bốn là men là người barista pha chế. Thì chiếc máy xay được là cái tiêu chí đầu tiên để chúng ta làm ra một chiếc máy, một ly espresso. Cái thời kỳ mà nhớ lại cái thời kỳ mà cách đây hơn 10 năm về trước mà mới đầu bước vô cái nghề cà phê á các bạn. Nghe cái giá của một cái máy xay là mình hết hồn luôn, mình kêu có cái gì đâu ta? Nó là cái motor và nó xay thôi thì nó ra bột là được rồi. Đâu có cái gì đâu mà nó ghê gớm vậy. Mắc gần bằng một chiếc gọi là chiếc xe Yamaha Sirius thần thánh của mình mà ngày xưa mình chạy tới giờ mình vẫn còn chạy, là hồi đó mười mấy 20 triệu á, nghĩ vô lý quá. Nhưng sau này tiếp cận dần dần thì mình thấy chiếc máy xay nó cực kỳ quan trọng, vì nó quan trọng số 1 trong cái chuỗi làm ra một cái ly cà phê espresso, cho nên mình rất là hào hứng khi nói về nó và mình nghĩ là các bạn nên coi nó là số 1 ở trong cái vấn đề mà khi mình mua máy móc. Không phải đừng quá nghĩ về chiếc máy pha nha, mà hãy nghĩ về chiếc máy xay đầu tiên. Máy xay thì các bạn biết rồi, nó có rất là nhiều loại và giá cả thì nó cũng rất là đa dạng, từ Trung Quốc có, từ mấy triệu có cho tới hàng Ý là khoảng 20 mấy 20, rồi tới hàng của Đức thì gần 5 6 70 triệu cũng có luôn. Vậy thì nhưng mà hôm nay mình sẽ chọn để review một chiếc máy rất là nhỏ gọn đầu tay của bên hãng Lamvita, đó là chiếc máy xay MX này. Kiểu dáng thì họ không có thay đổi gì nhiều, tuy nhiên cái đời mình đang cầm là đã được gọi là chỉnh sửa cũng khoảng 5 6 lần rồi, và tới lần này thì mình rất là can đảm để review cho các bạn về cái công năng của nó, vì trước đây thì mình thấy không ổn lắm, nhưng bây giờ mình thấy có vài điểm rất là khả quan và rất tốt. Nhà sản xuất đã lắng nghe và đã chỉnh sửa rất là nhiều và hôm nay mình sẽ làm cho các bạn xem. Thì mình tháo bung ra luôn, nói chung là review là phải tháo bung ra luôn để cho nó cảm giác nó an toàn. Đầu tiên là cái motor của nó, mình để này qua đây chút ha. Đầu tiên là cái motor của nó, đây các bạn có thể xem. Cái motor của nó là điện 220 thì cũng nói rồi, nhưng mà nó là 350W, là rất là lớn. Motor này rất là lớn và để đảm bảo công suất bạn chạy liên tục. Đây mình bật lên cái máy luôn, các bạn có thể coi để đây. Thì đầu tiên á là nó có những cái thanh giảm chấn như thế này. Thì vì khi cái khởi động cái máy này là khởi động tua nhanh, cho nên khi các bạn bấm nè, các bạn để ý nha, bấm nó sẽ giật một cái. Và đây nó sẽ có những cái khớp để giảm chấn, trước đây nó không có á. Thì khi mình bấm vô như vậy là cái máy nó chạy siêu lên luôn. Nó rất là chạy trổ và giờ nó rất là êm. Đó, nó rất là êm. Các bạn lắng nghe âm thanh của nó rất là êm. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai thì các bạn để ý, cái lưỡi xay là nhà sản xuất là cái lưỡi 64 là đường kính này, là đường kính ngang của nó là 64mm, là 6.4cm. Mà lưỡi này là lưỡi flat. Lưỡi này thì nó rất thông dụng. Lưỡi này nó thông dụng là sao? Là vì thứ nhất là nó là rẻ tiền và đại trà, mua đâu cũng có. Nhưng mà ở đây là chúng ta xài đĩa của hãng Fiorenzato luôn. Hay hãng Fiorenzato. Đó, cái đĩa này thì các bạn biết độ bền nó rất là cao, nó có thể chạy từ 600 đến 1 tấn cà phê mới thay cái lưỡi. Thì đây bên Lamvita họ đang xài cái lưỡi này. Và mình thấy đây là một cái rất là đáng giá ha. Cái bộ lưỡi này mua cũng rất là tốn tiền. Thứ ba là về cái ren này nè các bạn. Cái ren này nè, bữa nay họ làm rất là nhuyễn. Khi nhuyễn như vậy á, thì khi mình lắp vào á, cái vòng nó đi rất nhỏ, nó đi từng chút một. Trước đây thì cái ren nó rất là thưa, cho nên mình nhích một chút là nó đi xuống. Ví dụ mình cứ nhích một vòng cái nó đi xuống 1cm, còn bây giờ mình nhích một vòng nó đi xuống có 1mm, thì cái độ chính xác của cái lưỡi nó sẽ rất là chuẩn xác. Đó là một cải tiến rất đáng giá. Nhưng mà bù lại thì mình thấy nó chưa được đẹp lắm về một thẩm mỹ thôi. Nó rất chi tiết, về độ cơ khí là mình thấy nó ổn. Tuy nhiên nó chưa được đẹp lắm.
Đó, cái này nhìn nó cũng không được đẹp lắm. Để thẩm mỹ nói sau. Rồi, bây giờ ở đây thì các bạn cũng có thể thấy nè, đây là một cái quạt để giải nhiệt. Thông thường thì mình thấy các máy xay họ không có quạt giải nhiệt, nhưng mà chắc là nhà sản xuất đang để cái quạt giải nhiệt vì muốn cái tốc độ xay của chiếc máy này là tới mức tối đa, tối ưu luôn. Có nghĩa là khoảng 5-700 ly một giờ luôn, 5-70 ly một giờ vẫn chạy được, cho nên họ sẽ xài cái quạt giải nhiệt ở đây để giải nhiệt cho cái motor. Khi chúng ta bật công tắc là cái quạt này nó sẽ chạy, và nó sẽ chạy liên tục như vậy. Khi nào chúng ta ngưng thì nó mới ngưng. Mà theo mình á, nếu mà các bạn không xài thì tắt đi, chứ đừng để quạt, tại vì nó cũng tốn vài watt điện. Nó cũng không, nói chung chúng ta cũng nên tiết kiệm, không là gì hết. Nhưng theo mình thì đặt đây nó không được đẹp. Nó nghĩa là khi chúng ta nhìn vô ha, nhìn từ xa vô tự nhiên thấy cái quạt, thấy này nó không được thẩm mỹ lắm. Theo mình á, theo mình thôi. Ây da, này cũng nặng lắm nghe các bạn. Theo mình thì nhà sản xuất nên đặt cái quạt dưới đây thì có vẻ nó hợp lý hơn. Nó cũng hút mà, quạt mà nó hút nhiệt nè, nó hút dưới đây và nó tản nhiệt ở dưới đây. Thì theo mình nghĩ thì cái chỗ này nó sẽ bít lại và nó tạo một cái mặt liền lạc cho cái máy. Nước sơn rất là đẹp, nước sơn là sơn theo tĩnh điện, rất là đẹp. Rất cầm lên các bạn thấy nó cảm giác cũng rất là sướng tay. Tuy nhiên là cái quạt đặt cảm giác không đúng chỗ. Đó là cái nhược điểm về độ thẩm mỹ, là mình thấy nó như vậy. Rồi, lưỡi thì mình cũng nói rồi, nó là xài lưỡi Fiorenzato rất là tốt. Tháo bung ra luôn cho mọi người thấy luôn ha. Kết cấu rất là đơn giản. Rồi mình đặt lắp lại để mình chạy thử coi thử nó như thế nào. Sau này các bạn muốn mà thay lưỡi á thì dễ lắm, cứ tháo ra hết trơn cả như mình, vặn ba con ốc này ra. Vặn ba con ốc này mình chỉ luôn sẵn thì mình chỉ luôn vặn ba con ốc này ra. Vặn ba con ốc này ra là chúng ta thay được cái bộ lưỡi. Chỉ cần mua cái lưỡi Fiorenzato 64 là chúng ta thay bình thường. Rất đơn giản. Việc thay lưỡi nó dễ. Mình sẽ nói có ở cái máy này mình thấy có cái điểm này nó hay lắm nha, để khiến cho các bạn có thể thay lưỡi ở nhà mà không phải kêu thầy thợ gì cho nó tốn kém. Ra mua cái lưỡi thôi về thay. Ở đây là nhà sản xuất, thay vì những cái máy khác nó sẽ có ba cái lò xo để đẩy, khi chúng ta ém này xuống ha thì nó sẽ đẩy cái này lên để nó tạo, nó giữ ở cái mức mà chúng ta mong muốn. Thì thay vì những cái máy thông thường các bạn sẽ thấy có ba cái lò xo ở đây, ở đây họ sẽ xài một cái này, mình không biết gọi là cái gì, nhưng đại khái nó là nó cũng như một cái lò xo mà nó có 5 cánh, 1, 2, 3, 4, 5, 5 cánh, nó sẽ ép cái đẩy cái này lên đó. Đây cũng được cải tiến, cũng hay, khá thú vị. Rồi cái này mình thấy thích nhất nè, đây là cái vấn đề vặn ngược chiều kim đồng hồ, vô là vượt ngược nha, là mình vặn rất là nhẹ nhàng, các bạn thấy rất là nhẹ. Những cái máy khác khi mà thay lưỡi các bạn vặn cái này là toát mồ hôi hột luôn, nhưng mà đây thì mình vặn rất là nhẹ nhàng, các bạn thấy không? Siết hết cỡ nha. Rồi siết hết cỡ là cái bánh nó không chạy, thì bắt đầu chúng ta nới ra nửa vòng. Chúng ta thử coi. Rồi chúng ta nới thêm đúng một vòng luôn. Rồi chúng ta siết lại một nấc, hai nấc, ba nấc. Đó, về nguyên tắc thì chúng ta thay lưỡi là vậy ha. Mình sẽ làm lại, siết chặt hết. Siết khi nào mà nó không thể mà siết được nữa thôi. Đây, siết không thể siết nữa, nó nằm ở số 3. Nới nó tới số 8 là nửa vòng, thêm chút xíu nữa. Rồi, hơn nửa vòng chút xíu. Rồi, chúng ta thử rồi, bật lên chạy ha. Chưa từng thấy cái máy nào mà có thể nhẹ nhàng như thế. Rồi, cái này là cái tay. Bắt đầu bây giờ chúng ta mới gắn cái tay này. Nhưng mà cái tay này theo mình thì nó không được đẹp lắm. Ok, đó là đồ thẩm mỹ, không được đẹp lắm.
Rồi như mình nói cái cục này cũng vậy, nhìn hết tổng quan cái máy đẹp, inox đẹp, sơn đẹp, nhưng cái cục này nó chưa được tương thích với cái máy. Với lại các bạn để ý đây, cái độ cao từ đây tới đây nó rất là lớn, từ đây tới đây nó rất là lớn, cộng thêm cái cây chặn chỗ này nó lại bị nhỏ hơn cái này chút xíu, cho nên nó sẽ tạo được cái độ rơ đó. Mà khi nó tạo cái độ rơ như vậy á thì ít nhiều gì nó sẽ làm cho cái máy của chúng ta nó không được bền. Ví dụ nó phải cố định gì luôn đi, nó đừng có rơ vậy chúng ta cảm giác khó chịu. Nên mình nghĩ là cái này, một là nó thấp xuống để nó sát đây, hai là cái cây này nó bự ra, cái cây chặn này nó bự ra để nó khỏi có bị lúc lắc. Ba nữa, cái này mình muốn nói nữa là lúc nãy quên cho các bạn xem là cái độ vòng của nó, có nghĩa là khi chúng ta nhấn xuống, chúng ta siết vô thì mỗi khớp nó hơi bị dài, nó khoảng 1 ly. Mình mong muốn là nó khoảng nửa ly thôi. Mình khoan hơi bị nhiều lỗ ở đây chút xíu nữa, tăng thêm gấp đôi cái lượng lỗ thì cái này chúng ta sẽ vặn nó thoải mái hơn, nói chung là nó sẽ tốt hơn đó, mình sẽ vặn ngay. Nhưng mà công nhận cực kỳ cái máy này nó chỉnh rất là nhẹ nhàng. Đó là những cái mình đánh giá là cũng rất là ổn. Rồi tới đây các bạn có thể để ý chỗ này tiếp. Đây mình gắn cái này vô để mình xay, đây gọi là chế độ rảnh tay. Ví dụ mình xài như vậy đó, cái này làm nó hơi bị cạ ha, hơi bị cạ thì mình sẽ cạ là do nó bị mịn quá, thì mình sẽ nới nó ra lại chút xíu. Rồi ok đó. Chế độ rảnh tay là khi các bạn biết rồi cái máy này gọi là on demand. On demand là xài tới đâu nhấn tới đó. Sướng nhất của nó là nó tự chảy ra đúng cái lượng mà mình quy định, không phải cần gạt như những cái cũ. Bây giờ mình ấn vậy là nó chạy rất tiện lợi, khi nó đủ thì nó sẽ ngưng. Và cái lợi hại của chiếc máy này đó là chỉnh rất là đơn giản. Các bạn tới đây mình có thể chỉ các bạn, hướng dẫn các bạn chỉ nữa nè. Ví dụ mình muốn mình ấn chặt vô là cái này là mình ấn lại ha, các bạn ấn vô đự lâu ra nó là đang 8 giây, vuốt xuống. Mình còn 7.5 giây, ví dụ mình ok mình bấm vậy là xong. Máy rất rất Việt Nam nhưng mà rất hiện đại. Bây giờ mình coi đây, mình chuyển qua đây, phin double phin đơn cũng vậy, mình để là 3 giây, mình bấm chặt vô cái mình lên 3.5, 3.7, 3.6, 3.5, mình ok là nó xong. Còn đây là nút gọi là manual, có nghĩa là mình lấy theo ý mình muốn, là thích thì thay bấm vô, thích thì ngưng ra. Đó là cái chỉnh của nó cũng rất là dễ. Bây giờ mình xay thử cho các bạn coi thử ha. À không được, mình sẽ thử cái này trước đi. Các bạn thấy rồi đó. Nó có một cái đặc điểm nữa là cái này cũng là của Fiorenzato, của hãng Fiorenzato F64. Thì theo mình cái này nó quá to so với cái thân này. Nhìn cái này đẹp nhưng nhìn cái này nó quá to. Nếu cái này nó ngắn xuống lại chút xíu này nữa thì theo mình nó sẽ hợp với cái máy hơn. Bởi vì cái hopper này không có cần phải đựng nhiều đâu, theo mình đựng ít thôi, xài tới đâu bỏ vô tiếp tới đó, để nhiều ngoài nắng ngoài mưa. Thường cái này để cho take away hoặc là để trong quầy cũng vậy, nó nóng rồi nó sẽ oxy hóa nhiều, nhỏ vậy là đủ rồi, bỏ nửa ký vô là đủ rồi, không cần phải nhiều. Thì mình sẽ thử luôn, mình sẵn xay mình thử coi thử coi đồ mình nó ổn chưa. Rồi các bạn sẽ để ý một cái nhược điểm hơi nhỏ nhỏ của nó chút xíu là mình bỏ cũng rất là nhiều, nhưng mà cái ly đầu tiên nó sẽ ra rất là ít, thì mình phải bấm vậy rồi bấm vậy thì nó sẽ ra thêm tiếp chút xíu. Đó là một cái nhược điểm của nó mà khiến khi chúng ta làm single dose á, single dose có nghĩa là bạn muốn thử một loại cà phê mới bằng bỏ vô, bạn lấy đúng hương vị của nó thôi thì nó sẽ không được, mà nó sẽ bị dính ở trong đây của cái lượng cà phê cũ. Cho nên mình nghĩ cái máy này rất thích hợp cho bạn làm một cái loại cà phê thuần thôi, đừng có phải bỏ gì vô hết, bỏ đầy vô cái này và xài một loại thôi, không có cần phải thay đổi. Rất mịn và rất đẹp, chúng ta sẽ coi thử cái
cái độ mịn của nó rất mịn ha. Đó, mình chỉnh rất mịn, rất mịn màng, rất đều. Khi bạn cầm bạn mới hiểu được cái độ đều của nó, còn không cầm thì rất là khó hiểu cái độ đều của nó là thế nào. Thì mình đánh giá đây là một chiếc máy có vẻ bề ngoài không được cân xứng. Một cái nhược điểm của cái đồng hồ nó không được đẹp lắm. Tuy nhiên điểm cộng của nó là thiết kế phần dưới đẹp, có tay rảnh, cái chế độ để rảnh tay, có nút điều khiển rất là đơn giản, on demand. Với một chiếc máy Việt Nam này có giá bán lẻ là 8,8 triệu thì so với những loại máy Trung Quốc khác và những cái loại máy của Ý thì nó đáng là một cái để các bạn lưu tâm. Và khi mua sắm thì độ bảo hành của nhà sản xuất đưa ra là nó 3 năm, cho nên chúng ta cũng hết sức yên tâm về cái vấn đề đó. Mình thử lại một lần nữa cho các bạn xem coi thử. Thử nó có ra đúng cái lượng mà mình yêu cầu không ha. Giờ mình sẽ lấy thử là 20g. Hai mươi một phẩy bốn rồi, bớt lại chút xíu, 20.3 rồi. Mình bỏ mình xay coi thử nó có ra đúng cái lượng mình yêu cầu hay không thôi. Mình thêm chút xíu nữa ha, cho coi cho nha, là nó xay hết cái đó luôn. Rồi, mình coi thì nó có ra đủ 20.3g mà lúc nãy mình bỏ vô không. Ok. Ủa, 17.3. Vậy là nó còn dính trong cổ chút xíu, mình chưa ra hết các bạn. Đó. Tại vì mình bỏ ít quá cho nên nó sẽ bị kẹt. 18.7. Giờ mình thử lần nữa nha. Tại vì nhiều khi cái máy nó mới quá nó bị kẹt ở trong á. 20.1. Thử lại lần nữa. 18.6 nó ra hết cái lượng cà phê mà mình bỏ vô nó có kẹt không? 18.6. Là nó mất 1g. Các bạn thử một ly thứ ba nữa nha, ly cuối cùng thôi. Rồi thử nó có sạch sẽ như mình mong muốn không? 20g. 20g. Rồi, tương đối là chính xác, có nghĩa là nó mất khỏi đâu khỏi 0.3g, chắc vừa vãi đâu đó. Thì tới ly thứ ba thì chúng ta mới thấy nó sẽ bít những cái chỗ trống, hoặc là nó có thể là nó bị dính ở đây nè. Có thể mọi người sẽ thấy đó, nó sẽ dính chút xíu ở đây nữa nè. Đó, vậy thôi. Nó sẽ dính lại, nó còn tồn lại chút xíu ở trong cái máy. Thì rồi chuyện đó là cũng rất là bình thường thôi. Thì mình khuyên các bạn nên sử dụng nó ở với cái mục đích là sử dụng cho máy espresso và sử dụng một loại cà phê duy nhất. Nó không có sử dụng single dose được, mà mình phải để một loại cà phê mà mình sử dụng nó luôn thôi. Thì vệ sinh của nó thì cũng đơn giản, không có cái gì là phức tạp hết. Rồi sau cuối ngày thì mình tắt cái này đi. Rồi mình quét cọ nó xuống chút xíu, rồi là nó vệ sinh rất là dễ dàng, không có gì phức tạp. Rồi nếu các bạn có yêu cầu gì thêm thì hãy cứ nhấn comment ở bên dưới để mình làm nhiều video về review máy hơn, để cho các bạn có một chọn lựa sáng suốt để khi mà mình
mình có một cái quyết định đúng đắn. Còn chiếc máy này thì theo mình là cũng được về mặt hình thức, giá cả thì tương đối là rất hợp lý với một chiếc máy on demand như thế này, và cái công năng xây ra được cái sản phẩm như thế này. Chỉ có điều một điểm trừ của nó là cái này nó không tương xứng và cái fan này thôi, thì mình nghĩ nó, nhưng mà hiệu quả thì làm nó đáng để chúng ta có một cái suy nghĩ và đầu tư. Rồi, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Đừng quên nhấn like và share và comment bên dưới và subscribe nữa nha. Theo dõi kênh của mình vào 7:03, 5:07 hàng tuần. Xin thân ái, chào tạm biệt các bạn.